thought Nga hân hạnh giới thiệu cùng at bản đọc chuyện dài may mà có em của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. bên nhã trên chuyến đò ngang huy nhận ra một điều là những năm tháng đi buôn đã làm nhã trở thành người dày dạn trong giao tế lại thêm sự tự tin về tài chánh khiến nàng ăn nói rất thoải mái và linh hoạt con bé nhã e ấp ngày xưa huy dạy kèm môn toán giờ đây chẳng còn chút hình ảnh nào trong trí nhớ của huy trước mắt huy chỉ là người đàn bà trẻ đang thành công trên thương trường nhờ dám đi tiên phong trong cơ chế đổi mới của nhà nước vừa bất đắc dĩ ban hành để cứu nguy cho chế độ thuyền nhỏ mà khách lại đông nhiều người biết huy hoặc biết nhã hoặc biết cả hai nên huy ngại nói chuyện mãi khi gần cập bến người ta nhốn nháo đứng lên huy mới nói cho có chuyện lúc nãy thoạt nhìn cô bước vào quán anh không nhận ra vì cô đầy đặn hơn hồi trước nhã chép miệng ngắt lời đầy đặn gì anh em càng ngày càng béo ra thì có huy cười trấn an Béo thì cũng chưa thể gọi là béo. Có điều người ta nói đúng, hễ phát tài thì thế nào cũng phát tướng. Nhưng phải như thế thì mới vững vàng. Cảm ơn anh đã động viên. Nhưng mà phát tướng vừa vừa thì còn được chứ phát quá, tròn như cái lưu thì chẳng thà đừng phát thì tốt hơn. Bao nhiêu năm qua, đa số dân làng vẫn thiếu ăn, thậm chí có người thiếu dinh dưỡng nữa. Nên việc nhã lo mập là điều nghe rất lạ tai thật ra thì ngày trước dáng nhã rong rỏng có thể gọi là gầy bây giờ tuy lên cân đôi chút nhưng nhờ nàng cao nên vẫn thấy vừa vặn cân đối và hấp dẫn hơn nhiều huy lại hỏi căn nhà bên cù lao cô mua lâu chưa nhã khoan trả lời vì hành khách tranh nhau lên bến làm thuyền tròng trành như sắp lật ngang chờ mọi người lên hết nhã mới bảo huy đúng ra là nhà của bố em mua cho em mua lâu lắm rồi chả là vì em ở chung với bố mẹ chồng mẹ chồng nàng dâu cứ lục đục suốt mà chồng em thì hiền quá chả biết giải quyết thế nào cứ mỗi lần về nhà là một lần khóc bố em xót quá mới mua căn nhà này để cho chúng em dọn ra riêng nhưng mà chưa kịp dọn ra thì anh ấy bị đuổi về trung quốc huy cười bảo <cười> như thế là muôn đời cô phải nhớ hơn bà mẹ chồng Nhờ bà ấy khắc nghiệt nên cô mới có được căn hộ này. Hai người vừa lên hết con dốc, đặt chân lên khúc đường lớn dẫn vào trụ sở ủy ban xã và đồn công an. Huy không muốn đi ngang trước mặt hai cơ quan này, nên anh kéo nhã rẽ sang con đường mòn, chạy quanh co khuất sau rặng dâm bụt, có những bông hoa đỏ, nở dày đặc. Nhã nghiêm bạt bà Huy. Anh bảo em phải nhớ ơn bà mẹ chồng, có lẽ cũng đúng. Định mệnh an bài chả biết thế nào mà lường được con gái ai lấy chồng thì cũng chỉ mong một cuộc sống yên lành thôi có ngờ đâu xảy ra mâu thuẫn giữa trung quốc và nước ta khiến em tự dưng lại không có chồng số cả anh nhỉ huy im lặng gật đầu rồi chia tay nhã ở một ngã ba buổi gặp gỡ tình cờ trên củ lao mía đã mở đầu chặng đường tình cảm bất ngờ giữa huy và nhã huy tin chắc duyên kiếp đã đưa đẩy tranh gặp nhã bởi việc anh lần mò sang củ lang mía hoàn toàn không định trước. Chỉ vì hôm ấy buồn quá, ở nhà chẳng có việc gì làm, nên anh lang thang ra bến sông, rồi gặp chuyến đò thấy thiên hạ ùn ùn xuống tàu. Anh cũng leo bừa lên cho qua thì giờ mà thôi. Anh rất mừng là nhã có thiện cảm với anh một cách rõ rệt, không chờ anh phải chủ động tiến tới. Huy nghĩ đó là định mệnh, mà nhã cũng cũng lại càng tin hơn. Bao nhiêu năm qua đàn ông theo đuổi nhã rất đông, nhất là mấy năm gần đây khi nhã có tiền và lột xác. Chả hiểu sao nhã chưa để ý đến ai, mãi cho đến hôm nay gặp lại Huy. Hình ảnh người anh đến dạy kèm cho nhã thuở nào, bỗng sống dậy mạnh mẽ trong tim nhã. Nhất là Huy bây giờ chứng chạc hơn, dày dạn và trầm tư hơn sau gần 10 năm đi lính. Nhớ lời nhã dặn Huy nóng lòng chờ đợi suốt một tuần, mong đến sáng thứ tư kế tiếp để ra bến đỏ sang Củ Lao Mía anh muốn kiểm chứng xem phán đoán của anh về Nhã có đúng hay không. Lần này vì sốt ruột muốn gặp lại Nhã, anh đón chuyến đò sớm hơn, mới khoảng 9 giờ đã có mặt. Rời thuyền lên bến, Huy đi thẳng theo lời Nhã dặn, đến trước căn hộ số 102 có vườn bưởi bao quanh. Anh đứng xa xa quan sát và chợt thở dài vì tủi thân. Đời anh biết đến bao giờ mới có được căn nhà xinh đẹp và chủ phú như thế này? ba mẹ con Huy bao nhiêu năm qua vẫn chỉ sở hữu căn nhà tranh vách đất hiện diện ở đó không biết từ đời nào và càng ngày càng sẽ rột nát chứ làm gì có khả năng tu bổ. Đáng chú ý hơn nữa là chiếc hông đa đam còn khá mới dựng trên hè sát cửa ra vào đang khép hở. Xe gắn máy ở miền Nam thì tràn ngập từ trước năm 75 nhưng miền Bắc vẫn chưa có bao nhiêu và nhất là ở một làng hẻo lánh như Phú Hải thì lại càng khan hiếm. Cái mặc cảm trắng tay làm Huy phân vân, muốn lùi bước quay trở về. Huy đi tới đi lui trước sân đến ba lần, thì bỗng nghe tiếng gọi từ trong vườn vọng ra. Anh Huy, vào đây, vào nhà em chơi. Rồi cùng với tiếng nói trong trẻo nhã từ phía sau vòng ra đón Huy. Nàng mặc quần đen, áo sơ mi trắng lấm tấm hoa vàng, non đơn giản và bình dị, nhưng lại làm bật lên nét đẹp quê hương mà Huy thấy rất cần gũi. Huy mừng rỡ đến nghẹn lời. Anh đã tưởng anh sang đây sớm vì nhớ Nhã. Hóa ra Nhã còn có mặt trước cả Huy. Và như vậy thì chứng tỏ Nhã cũng đã bắt đầu tương tư Huy giống như tình cảm đang bùng lên trong tim Huy từ hôm gặp gỡ lần đầu. Sân trước có bộ bàn ghế bằng mây đã cũ. Nhã mời Huy ngồi rồi vào bưng khay nước trà nóng. Chắc Nhã mới pha vì biết trước là Huy sẽ đến. Quả nhiên Nhã hỏi Anh sang Cù Lao sớm thế, có việc gì không? Hay là anh sang thăm em? Huy giật mình vì không ngờ, nhã dám hỏi thẳng thắn như thế. Anh nghĩ thầm, đúng là đàn bà đã có chồng. Chẳng cần phải khách sáo nữa. Huy đành thú thật. Cô đã hỏi thế thì anh còn trôi thế nào được nữa? Anh sang thăm cô. Nhưng cứ lo ngay ngáy chỉ sợ hôm nay cô không giao hàng ở bên này. Nhã gật đầu nhìn Huy bằng ánh mắt chiều mến. Bởi nàng đã nhìn thấu trái tim Huy đối với nàng Nàng đáp: "Hôm nay em làm gì có hàng mà giao. Em sang đây hoàn toàn chỉ vì anh thôi đấy. Mà em lại đoán là anh sẽ sang sớm nên em quyết định sang sớm hơn." Huy lặng người không biết nói gì nữa, nhân lúc Nhã bưng cốc nước trà trao cho anh, anh nắm luôn lấy bàn tay Nhã và cứ để như thế giữ mãi trong tay mình, cho đến lúc ngoài đường có tiếng xe máy chạy đến gần, Huy mới buông ra cầm tay nhã rồi thì tất nhiên huy cần phải đổi cách xưng hô anh bảo cả tuần nay anh mong đến thứ tư để gặp lại em anh định bụng là nếu hôm nay sang đây mà không gặp em thì anh hiểu là em không có chút tình cảm nào với anh anh sẽ buồn lắm nhưng mà dứt khoát là từ nay anh không tìm gặp em nữa nhưng rất may là em đã đến nhã coi đó là lời gợi ý trực tiếp của huy nên nàng cúi đầu nói nhỏ em em cô đơn lâu lắm rồi dường như dường như đây là định mệnh anh à bắt em phải chờ uh, chờ đấy chờ để gặp đúng người là anh đó đến lượt Huy lại thấy câu nói của Nhã là lời tỏ tình rõ ràng nhất để Huy hiểu thấu nỗi lòng của Nhã dành cho Huy như thế có nghĩa là quan hệ giữa hai người chính thức bắt đầu từ hôm nay Suốt ngày hôm đó Huy và Nhã quấn quýt bên nhau. Vườn bưởi của Nhã có những chỗ rất thơ mộng. Nhã thường căng võng hoặc trải manh chiếu nhỏ dưới bóng mát của những tàn cây thật lớn. Ngồi đong đưa trên võng, Huy hỏi cho có chuyện. Vườn bưởi này mỗi kỳ thu hoạch chắc khá lắm em nhỉ. Nhã mang cái cassette stereo ra đặt bên cạnh gốc cây để Huy nghe nhạc. Nàng cầm cuốn băng Boniem, cắm vào máy, mở volume nho nhỏ, rồi đáp. Dạo mà em còn khỏe thì đích thân mẹ em sang đây cùng với em, hái bưởi rồi chở thuyền sang bên kia sông bán cho người ta. Vất vả một tí nhưng mà lãi nhiều. Mấy năm nay thì mẹ em bị phong thấp, đi lại khó khăn lắm, nên cứ đến mùa thu hoạch thì bán luôn cả vườn cho người ta. Họ đưa người đến rồi hái rồi khuân đi hết, bán đổ đồng như thế. Tuy có thiệt thòi nhưng mà nhàn thân anh ạ, à, chả phải làm gì. Huy thấy rõ đầu óc nhã bây giờ quá thành thạo với những con số thu nhập. Rõ ràng nàng học rất nhanh trong cơ chế thị trường, mặc dầu mới ở cấp thấp. Ăn trưa xong Huy nằm ngủ mà rất dài cho đến khi chiều xuống. Hai người mới rủ nhau ra bến đỏ trở về làng Phú Hải bên kia sông. Buổi tối nằm trần trọc một mình, Huy tự phân tích và thấy rằng mình đang là một thằng điên hay đúng ra là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Đã biết mình không còn khả năng làm chồng, không thể có con, tại sao vẫn gian díu với nhã để gieo hy vọng cho nàng có lúc huy mạnh dạn xác định tư tưởng quyết tâm từ nay sẽ chấm dứt mọi quan hệ với nhã để trả lại tự do cho nàng bởi cũng giống như bất cứ người đàn bà nào nhã cần một người đàn ông bình thường đi chung trong cuộc sống huy là kẻ bất bình thường không thể lường gạt và làm nàng đau khổ về sau nhưng rồi huy lại tự giải thích để tha thứ cho mình mẹ huy muốn huy lấy vợ thì huy sẽ lấy vợ cho mẹ vui lòng coi như huy trả chữ hiếu cho mẹ Lấy người trẻ trung quá như Yến thì Huy không đành lòng mà Yến cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thông được nỗi khổ của Huy. Như vậy thì chỉ còn cách là kết thân với Nhã bởi dù sao Nhã cũng đã có một đời chồng lại sắp xỉ tội Huy và từng trải trong cuộc sống. Huy sẽ không giấu Nhã chắc chắn anh sẽ thẳng thắn thố lộ cho Nhã biết cái khuyết tật của mình do chiến trường gây nên và nếu Nhã chấp nhận được thì hai người mới lấy nhau và cùng giữ kín cho nhau về phần nhã chiếm được tình yêu của huy là một hạnh phúc rất lớn đối với nhã bởi nhã biết có khá nhiều cô gái trong làng vẫn đang chờ đợi huy ngỏ lời cái mặc cảm lớn nhất trong lòng nhã là nhã đã có một đời chồng và tuổi nàng cũng bắt đầu lớn mặc cảm ấy làm nàng tự thấy mình rất yếu thế đối với huy trai tơ lấy phải nạ dòng miệng đời vẫn mỉa mai như thế là vì chiến tranh quá lâu hàng hàng lớp lớp thanh niên ra đi có mấy ai trở về lành lặn như huy đâu con gái bà bà quá càng ngày càng thừa thãi thì những người như Huy tất nhiên trở nên sáng giá và có quyền lựa chọn. Liên tiếp những ngày sau đó, Huy và Nhã thường gặp nhau ngoài bờ sông trong những căn tròi vắng khi màn đêm phủ xuống. Không gặp thì cả đôi bên cùng nhớ nhung xe sắt vì đó là dấu hiệu của tình yêu. Huy không thể mời Nhã đến nhà vì sợ bà Lữ sẽ làm ầm lên có thể mất mặt Nhã. Mà Nhã cũng chưa thể đón Huy lại nhà mình vì chả biết Huy có thật lòng tính chuyện lâu dài hay không. Nhớ gặp nhau vài lần rồi Huy đổi ý, thì Nhã sẽ xấu hổ trước tiên với bố mẹ và cả gia đình nàng, chứ chưa nói gì đến hàng xóm láng giềng. Yêu Huy, Nhã biết Huy không có tiền vì cả nước đang ở vào giai đoạn túng thiếu nhất. Huống hồ Huy mới từ bộ đội phục viên. Nàng muốn tặng Huy thật nhiều thứ, nhất là cái máy cassette stereo Huy đang khao khát. Muốn may quần áo mới cho Huy nhưng lại sợ Huy hiểu lầm là nàng mang của cải ra để đổi lấy tình yêu của Huy, nên nàng cứ phân vân lưỡng lự mãi và hết sức khổ tâm về chuyện này. Chỉ có một lần nhã tặng Huy nguyên cây thuốc lá và cái bất lửa hàng ngoại, thuộc loại rất hiếm, Huy ngượng ngùng nhận quà nhưng bảo nhã. Em, em lỡ mua rồi thì anh lấy, nhưng từ nay em em đừng cho anh bất cứ thứ gì nữa. Nhã đáp lại. Nếu anh thật lòng yêu em á, đó thì của em cũng là của anh Anh có mắc nợ em đâu mà anh phải bận tâm Tuy nói thế nhưng từ đó theo đúng lời Huy dặn Nhã không dám mua gì cho Huy nữa Để tránh cho Huy khỏi mặc cảm tự ti Thái độ bất vụ lợi của Huy Làm Nhã lại càng quý Huy hơn Bởi giữa xã hội nghèo đói này Mấy ai dám khước từ quả tặng Một tháng sau câu chuyện gặp gỡ giữa Huy và Nhã đến Tai Vân Dĩ nhiên nó phải đến Tai Vân bởi hôm hai người ngồi với nhau thân mật trong quán nước bên củ lao mía rồi lại kề cận bên nhau trên chuyến đò ngang trở về phú hải biết bao nhiêu người trong làng đều chứng kiến lúc đầu ai cũng ngạc nhiên thấy huy sát cánh bên nhã nhưng rồi mọi người đều tìm được cho mình một lời giải thích rất hợp lý là huy mới giải ngũ đang cần tiền nên mới phải bám lấy nhã buổi chiều hôm ấy vân đi sinh hoạt đoàn về thấy huy đang tưới mấy luống rau ở trước sân Biết bà Lữ không có nhà, Vân cất tiếng hỏi ngay. Anh Huy, ai cũng đồn ầm lên là anh phải lòng chị Nhã, chả biết đúng hay sai. Huy đang xách thùng nước có cái vòi hoa sen. Anh bước nhanh để tưới dọc theo luống su hào. Chờ bình cạn hết nước, anh ra khỏi vườn rau, ngồi trên cái chõng tre gần bể nước. Lau hai bàn tay ướt vào quần trước khi moi thuốc lá ra hút. Vân tiết lại bên cạnh, nhìn anh chờ đợi câu trả lời nhưng huy vẫn không nói gì chỉ nhìn xa xăm bằng ánh mắt nặng trĩu yêu phiền anh buồn vì anh đã mất một phần cực kỳ quan trọng của cơ thể mà lại không thể tâm sự với ai được nhất là mẹ và em gái mình từ ngày xuất viện về làng bao nhiêu đêm chăn trở bao nhiêu lần ngồi khóc lặng một mình vì nỗi mất mát ấy huy cũng đã cố gắng tự an ủi là cuộc chiến nào mà chẳng để lại hậu quả thê lương huy như thế này là vẫn còn may lắm một triệu năm trăm ngàn thanh niên miền Bắc đã nằm xuống, chưa kể bao nhiêu người què cụt mù điếc. Chiến tranh kết thúc lâu rồi, mà giờ này vẫn còn trên ba trăm ngàn bộ đội mất tích không tìm thấy xác, nghĩa là xương tàn vùi dập dọc Trường Sơn hoặc giải rác khắp núi rừng miền Nam. So với những bất hạnh chồng chất đấy, quy được trở về nhìn lại người thân là quý lắm rồi. Còn đòi hỏi gì nữa? Một chút thương tật kín đáo có đáng kể gì đâu. Quả đúng như thế, bản thân Huy đã nhiều đêm phấn đấu tư tưởng để tự an ủi mình như vậy. Nhưng khổ nỗi mẹ anh cứ dục anh lấy vợ, để sinh cho bà đứa cháu trai. Giá không có sự đòi hỏi gắt gao của mẹ, thì Huy có thể rong chơi hết cuộc đời còn lại, cần gì phải chung sống với ai. Chờ một lúc Vân lại sốt ruột lên tiếng. Anh Huy, anh chưa trả lời em đấy nhé. Chị Nhã bây giờ là người yêu của anh, đúng hay không? Huy im lặng, gật đầu vân tròn mắt nhìn anh sửng sốt cô cứ tưởng thể nào anh cô cũng chối quanh hóa ra huy thẳng thắn xác nhận mà huy xác nhận là phải bởi chẳng những nhã là người yêu của huy mà hơn thế nữa là hôn thê của huy nghĩa là sắp thành chị dâu của vân nay mai hai người đã thề non hẹn biển với nhau trước dòng sông phú giang mấy lần rồi vân lặng người một lúc rồi mới run run bảo này ông anh của em anh có biết là chồng chị ấy còn sống sờ sờ bên Trung Quốc Tội gì anh dính vào Mai kia vợ chồng người ta gặp lại nhau thì Thì anh giải quyết ra làm sao Huy đáp ra xong chuyện Thì tao giả lại cho chồng nó Nhưng mà mày lo bò trắng răng Thằng chồng nó lấy vợ khác lâu rồi Vân cay đắng gắt nhẹ Nhưng mà việc gì phải khổ thân như thế Mua việc à Con gái không lấy Lại lấy người có chồng để lôi thôi về sau Em em chẳng hiểu anh nghĩ cái gì nữa Huy lạnh lùng kết luận. Mẹ dục tao lấy vợ. Mày cũng hùa theo mẹ dục tao lấy vợ. Mẹ muốn tao lấy thì tao lấy. Nhưng lấy ai là quyền của tao? Chứ chả nhẽ năm nay tao gần 30 tuổi rồi mà mày với mẹ à, bắt lấy ai thì tao phải lấy người ấy à? Vân nghe giọng anh run run chứa đựng nỗi uất ức làm cô đâm sợ. Không dám nói thêm gì nữa. Lặng lẽ đứng dậy bỏ vào buồng ngủ tối hôm sau huy đã lên giường buông mùng rồi bà lữ mới rón rén lại gần ngồi ghé xuống mép giường và chậm rãi lên tiếng có lẽ do lời đề nghị của vân nên lần này bà đổi hẳn chiến thuật dùng đòn tình cảm chứ không gắt cọng hoặc gào thét như thông lệ nữa bà nhẹ nhàng bảo <laughs> này con mẹ nghe đồn con quen với cái nhã nên mẹ phải nói với con vài lời cái nhã thì thật ra nó cũng chẳng phải là thành phần xấu nó con nhà tử tế mà lại có nhan sắc cũng vì hoàn cảnh thôi mà phải xa chồng chứ không phải cái thứ lăng loàn bỏ chồng mẹ nói thế là để con biết là mẹ không hề ghét nó chỉ mỗi có một cái tội là mấy năm nay nó cứ đi buôn từ bắc chí nam có khi cả tuần cả tháng nó mới về mà thâm thân gái dậm trường, ngủ đưa, ngủ chợ, chung trả với bao nhiêu người xa lạ. Chả biết có giữ gìn được hay không. Mẹ lo là chỉ lo thế thôi. Huy nằm yên, nhắm mắt lắng nghe. Dù mẹ anh nói gì đi chăng nữa, cũng không thể lay chuyển được. Bởi Huy đã dứt khoát rồi. Chờ mẹ nói dứt lời, Huy mới ngồi dậy và nhắc lại cái ý anh đã nói với Vân chiều hôm qua con thì con mới ở bộ đội về, chưa có ý định lấy vợ. Nhưng mà mẹ dục con lấy, thì con làm theo ý mẹ. Có điều lấy ai thì mẹ để, con tự ý quyết định với con lớn rồi. Mẹ nhắc con chuyện cái nhã đi buôn để cảnh giác, thì con cảm ơn mẹ. Mai kia, nếu con với nó nên chuyên vợ chồng thì con sẽ định liệu. Mẹ cứ an tâm. Giọng Huy tuy nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết, làm bà Lữ chẳng biết nói gì hơn đành đứng dậy bỏ về buồng chút hết những buồn phiền cho vân nghe vân lúc này cũng bắt đầu nhận ra là mẹ mình đòi hỏi quá đáng nên cô an ủi mẹ nếu anh con mà lấy chị nhã thì trước mắt giải quyết được cái chuyện tiền bạc chị nhã chứ giàu ít ra thì anh huy cũng đỡ lo bà, bà lữ thì... chép miệng than thì tao cũng biết như thế nhưng rồi mà nay mai chả biết ăn nói thế nào với bà lang tạo vân cãi lại ơ ừ. ừ, hay mẹ anh Huy con có hứa hẹn gì với cái Yến đâu mà mẹ bảo là khó nói chuyện với bác Tạo? Theo con thì mẹ chả cần phải nói gì hết, kệ bác Tạo. Duyên số không thành là tại trời, chứ bác Tạo trách mẹ làm sao được? Thôi, mẹ cố đi. Bà Lữ tuy vẫn còn ấm ức lắm nhưng đuối lý không nói gì được nữa. Chiều hôm sau, Hòa, anh cả của Huy, dẫn mấy đứa con về thăm bà. Huy đoán ngay là bà Lữ cầu cứu hòa sang để thuyết phục quy bỏ nhã chứ ngày thường bận bịu thăm nom làm gì hòa để các con ngồi chơi với chú huy ngoài sân còn hòa vào nhà trong gặp mẹ chả biết hai mẹ con to nhỏ những gì nhưng lúc chia tay hòa bảo riêng huy anh chị không may chỉ đẻ toàn là con gái thành ra mẹ cũng sốt ruột muốn chú lập gia đình có đứa con trai để nối dõi tông đường nghĩ đến khuyết tật của mình, huy đau nhói ngắt lời. nhưng đã chắc gì em có con trai? đâu phải cứ muốn con nào lại được con ấy? dĩ nhiên hòa nhất trí ngay với em. anh gật đầu tiếp. anh thì anh chỉ lặp lại lời mẹ thôi. mẹ còn khỏe lắm, tuổi cũng chưa gọi là già, nhưng tính mẹ hay lo xa. thôi thì chú nên chiều ý mẹ mà cưới vợ đi. ngừng một chút, hòa lại tiếp. thấy chú quen cái nhã, anh cũng mừng vì nó là con nhà tử tế lại có của anh vừa nói chuyện với mẹ chẳng phải mẹ chê cái nhã đâu chẳng qua là vì thấy nó đi buôn đi bán biển biệt quanh năm ngày tháng chỉ sợ chính chú lại khổ vì nó sau này mẹ lo là lo cho chú đấy thôi huy thở phào nhẹ nhõm vì không ngờ hòa công khai ủng hộ nhã huy không hiểu được rằng đối với hòa đầu óc rất thực tế Cuộc sống lam lũ đầu tắt mặt tốt ở làng này, chả mấy gia đình đủ ăn, cho nên hễ quen được một người có của như nhã là mừng lắm rồi. Chẳng cần đòi hỏi bất cứ yếu tố nào khác. Nghĩ như thế nên Hòa đã cặn kẽ phân giải để thuyết phục bà Lữ chấp nhận nhã làm con dâu tương lai. Huy hài lòng, tươi cười đáp. Em cảm ơn anh, em em sẽ có cách giải quyết. Hòa vỗ vai Huy và kết luận. Thôi, nếu chú đã dứt khoát lấy nhau, thì tiến hành tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt để mẹ an tâm. Chú năm nay cũng gần 30 rồi, kéo dài thêm làm gì nữa. Dứt lời Hòa gọi các con ra về. Do lời khuyên của Hòa, Huy quyết định buổi hẹn. Tới với Nhã, Huy sẽ trình bày thẳng vấn đề rồi bàn chuyện hôn nhân để cả nhà vui lòng. Đó là nội dung chính của buổi gặp gỡ đêm nay giữa Huy và Nhã trên bến sông. Sở dĩ Huy dám thố lộ hết cho Nhã nghe bởi anh đã nắm chắc một điều là Nhã đang yêu anh tha thiết và tuổi Nhã cũng đã gần 30, không thể bỏ lỡ cơ hội lấy chồng lần thứ hai. Trời về khuya, gió sông càng lạnh, hai người nép sát vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Nhã đề nghị. Hay là vào trong nhà đi anh, sương bắt đầu xuống rồi, em sợ ướt hết tóc. Huy không nói gì, tự động đứng dậy và kéo cánh tay Nhã đứng lên theo. Anh chui vào tròi, bật quẹt nhìn thoáng chung quanh rồi lôi nhã lại ngồi ở góc quất gió. Không có cái ghế, ghế nào cho hai người, nhưng cái góc quy chọn có phủ một lớp dơm mỏng trên mặt đất. Chẳng biết ai mang dơm ra bỏ đó để nằm ngủ chưa. Vừa ngồi xuống, nhã lên tiếng dục Anh định nói gì với em thì nói đi, khuya rồi. Huy thở mạnh rồi nghiêm trang nhập đề. À, trước khi anh nói, anh xin em một điều em phải thề với anh. Dù em bằng lòng lấy anh hay không, em cũng sẽ giữ kín điều anh sắp kể với em. Sống để bụng, chết mang theo. Em có thể chắc chắn như thế thì anh mới nói. Bằng không thì đêm nay anh với em gặp nhau lần cuối rồi chia tay. Nhã giật mình quay sang níu chặt cánh tay Huy và thẳng thốt kêu lên. Anh à, chuyện gì mà anh làm em, làm em hãi quá. Huy nhắc lại. Em phải thề là em giữ kín. Anh mới nói. Nhã càng hoang mang, không đoán nổi người yêu định tiết lộ bí mật gì. Mà nghe cứ y như đi buôn lậu hàng quốc cấm. Nàng quả quyết. Em thề chứ. Em yêu anh mà. Thì cái điều gì anh muốn mà em chả làm được. Đêm nay chăng chưa tròn. Nhưng cũng đủ làm chứng cho lời thề của em. Anh nói đi. Huy nắm bàn tay nhã và nhắc lại một lần nữa em thề sẽ giữ kín điều anh sắp nói. Giả như sau khi nghe, em đổi ý không muốn lấy anh nữa. Anh hoàn toàn không dám giận em. Anh cũng thề với em như thế. Nhã lại dục. Thì anh nói đi, em hứa rồi mà. Úp mở mãi, em sốt ruột lắm. Ờ, ừ, hay là... hay là mấy năm anh đi bộ đội. Anh anh lỡ lấy bà nào rồi sinh con đẻ cái. Bây giờ anh anh muốn đem con về đây cho em nuôi huy cười buồn nhận ra trí óc của nhã quá nhạy bén và giàu tưởng tượng anh nghiêm mặt nói tiếp thôi để anh kể em cũng biết anh xuất ngũ vì thương tật tức là tức là hiện anh là một thương binh dù bề ngoài chả ai nhìn thấy anh bị thương giọng huy đều đều có lúc trùng hẳn xuống theo nỗi xót xa trong lòng có khi nghẹn ngào như sắp bật khóc anh nói rõ rành mạch mô tả tỉ mỉ từ lúc bị thương ở bờ ao do đạn tháo của Trung Quốc, cho đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện, rồi phát hiện ra điều đau buồn cùng cực là mình không còn khả năng làm chồng và không thể có con được nữa. Nhã ngồi bệt trên mặt đất phủ rơm, co hai chân lên, cục mặt trên hai đầu gối, không ngắt lời, không chen vào lời nào. Thậm chí Huy ngừng nói rồi, Nhã vẫn còn im lặng. Huy nhích ra xa một chút rồi run run kết luận. Bây giờ em đã biết rõ tình cảnh của anh. Em quyết định đi. Nếu em không muốn lấy anh nữa, thì như anh đã nói với em lúc nãy, anh không hề trách em. Anh chỉ xin em giữ đúng lời thề là không tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai. Bởi chuyện này nếu đến tai mẹ anh, thì anh sợ mẹ anh chết mất. Bây giờ nhã mới ngẩng lên, nước mắt chan hòa ướt đầm trên mặt và hai bàn tay loang xuống đầu gối nàng từ từ xoay người lại ôm lấy đầu huy kéo sát về phía nàng và sụt sùi nói anh à anh vì tổ quốc hy sinh trên chiến trường đến nỗi mang thương tật chịu đau khổ hơn nửa năm nay thôi anh anh đừng nói gì nữa em hiểu rồi em hiểu anh rồi Bây giờ Chúng mình Chúng mình sẽ lấy nhau Chuyện gối chăn đối với em không quan trọng thế nào Em cần một người bạn Anh sẽ vừa là chồng em Sẽ vừa là bạn em suốt đời Huy không nói được nữa Anh lặng người và nước mắt Bắt chợt lại trào ra vì hạnh phúc Nhã chấn an thêm Mai kia nếu anh muốn Thì thì mình sẽ xin một đứa con nuôi cho vui nhà vui cửa. Trước mắt, anh phải hứa với em là từ nay. Gạt bỏ mọi ưu phiền vì anh đã có em đi với anh suốt cả cuộc đời này. Huy vẫn không nói nên lời. Chỉ gục đầu trên vai Nhã. Mà khóc một lúc sau, Nhã đỡ Huy đứng dậy và bảo Thôi, mình đi về anh ạ. À. Huy quá rồi. Em sợ bố mẹ em đợi cửa. À, anh thu xếp đi. Bàn với mẹ anh rồi sang thư chuyện với bố mẹ em. Bố em quý anh lắm. Vì bố em cũng là một thương binh. Tính bố em lại đơn giản. Không câu nệ. Mình tiến hành tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt. Đến giờ phút này Huy mới nghẹn ngào. Nói được ba tiếng cảm ơn em. Rồi cùng bước ra cửa. Nhã quăng luôn cái rổ không thèm cầm về chỉ quàng cái khăn lên cổ, quấn một vòng cho đỡ lạnh. Trăng thượng tuần mờ nhạt, lại càng mờ hơn vì lớp xương khuya dày đặc. Hai người khoác tay nhau, bước dọc theo mé sông. Phía trước mặt có chiếc xe đạp chậm, chậm chậm chạy ngược chiều. Khi còn cách khoảng mấy thước, người ngồi trên xe bật đèn pin, dọi thẳng vào mặt Huy và Nhã. Đó là gã công an khu vực đi tuần dọc bờ sông. Vừa nhận ra Huy, gã vội vàng thắt đèn và buột mệnh kêu lên. Ôi, thủ trưởng Huy, em, em xin lỗi, em em xin lỗi, em lại cứ tưởng là ai. Rồi gã dướn người đạp xe đi tiếp. Gã biết Huy là thương binh, là sĩ quan mới từ chiến trường về, nên cũng có phần nể nang. Huy không nói gì, nhưng nhã bình phẩm. Cái thằng nhãi danh này, gặp anh nó còn biết trên biết dưới một tí. Chứ gặp dân thường thì nó hống hách lắm. Hống hách mà lại còn hay vòi vĩnh nữa. Bố em chửi cho nó mấy trận rồi đó. Huy vẫn chưa tan niềm ngây ngất vì những lời chứa chan ân tình của Nhã, nên anh chẳng hề bận tâm đến gã công an dọi đèn vào mặt. Anh nghĩ đến mẹ và mọi người thân, đang mong anh yên bể ra thất. Thôi thì cứ cưới vợ đi, để thiên hạ biết Huy vẫn là một người đàn ông bình thường là được rồi. Còn chuyện con cái thì hạ hồi phân giải. Trong niềm vui chan hòa ấy, Huy quảng cánh tay kéo nhã sát vào người mình, thay cho ngàn lời nồng cháy đang đi bỗng Dương Huy đứng khựng lại, làm Nhã cũng phải dừng chân theo. Huy xoay người đối diện Nhã, tha thiết bảo: Em ơi, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh rất sợ là em em nhận lời lấy anh chỉ vì một phút xúc động hoặc là vì em thương ngại anh. Như thế thì không lâu dài được. Trước khi nói chuyện với mẹ anh, để mẹ anh sang gặp bố em. Anh muốn em trả lời cho anh thật nghiêm túc một khi anh đã thông báo cho gia đình anh biết thì không thay đổi được nữa. Nhã bấu chặt hai vai Huy và nhấn mạnh: Em đã nói rồi, em đâu còn trẻ con nữa. Anh cứ về thư lại với mẹ anh. Lúc nãy anh bắt em thề giữ kín chuyện này. Em xin thề chẳng những giấu kín bí mật của anh mà còn thề sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Có anh trăng vào dòng sông làm chứng, em. Huy vội cắt ngang lời Nhã anh cảm ơn em. Như vậy là anh an lòng rồi. Sáng mai anh sẽ thưa chuyện với mẹ anh. Rồi Huy hân hoan kéo Nhã tiếp tục bước đi. Để Huy tin tưởng hơn, Nhã bảo. Anh, à, anh có muốn là sau khi cưới, mình sang ở hẳn bên Cù Lao Mía không? Bên đấy em có sẵn nhà, có vườn tược rộng rãi, mà khí hậu lại thoáng mát vì ở giữa sông... Huy hài lòng gật đầu. Thế thì còn gì bằng? Anh cũng vẫn mơ dọn sang bên ấy, vắng vẻ hơn nhất là căn hộ của em thơ mộng quá. Huy ngừng lại vài giây rồi lại thêm. Sang đấy, mình có hai cái lợi trước mắt. Thứ nhất là anh tha hồ ăn bưởi. Thứ hai là em ạ, à, thì em khỏi làm dâu mẹ anh. Cả hai cùng cười trong bóng đêm vì cùng tràn ngập hạnh phúc. Dãy nhà im lìm, bên cạnh đa số đã tắt hết đèn. Huy lặng lẽ đưa nhã về tận cổng rồi mới quay lại phía nhà mình. Huy sực nghĩ ra một điều chớ trêu là cuộc đời của nhã Hình như lúc nào cũng gắn liền với sự gây hấn của Trung Quốc. Người chồng đầu của Nhã phải bỏ đi chỉ vì cuộc chiến Hoa Việt sắp xảy ra, trong khi người chồng tương lai là Huy lại chính là nạn nhân trực tiếp trở thành tàn phế cũng vì bom đạn Trung Quốc. Về gần nhà, bóng Huy đổi ý không rẽ vào sân, anh quay trở lại con đường cũ dọc theo bờ sông để sang nhà Hòa. Đêm nay Huy cần nằm tâm sự với anh ruột mình. Về chuyện tình có tính cách quyết định của đời Huy. Sáng hôm sau, vợ Hòa dậy sớm, lo cho các con đi học, rồi vào bếp nấu nước pha trà mạn sen, bưng lên để trên bàn ở gian giữa, vừa là bàn ăn vừa là bàn tiếp khách. Bên cạnh khay trà là đĩa khoai lang luộc, hơi nóng còn bốc lên nhẹ nhẹ. Đêm qua, lúc Huy về đây, gia đình sắp đi ngủ, nhưng Hòa không ngủ với vợ anh đẩy ba cô con gái sang với mẹ chúng để anh và Huy nằm chung giường. Dầm gì tâm sự tới gần sáng nên giờ này nắng đã bắt đầu lên mà hai anh em chưa ai dậy nổi. Vợ Hòa đứng tần ngần trên hè một lúc rồi đội nón vác quốc ra đi. Hồi còn con gái chị cũng thuộc loại xinh xắn nhất nhì trong làng. Bây giờ đẻ ba đứa con tuy vất vả hơn nhưng thân hình lại cứ tròn ra. Giờ này chị vẫn đi làm ngoài cánh đồng hợp tác xã vì chưa kiếm ra việc gì khác. Do tình hình đổi mới, hợp tác xã của làng Phú Hải càng ngày càng thưa dần hội viên. Mấy chục năm bị ép buộc không có lối thoát, hộ nào cũng phải đem ruộng gia nhập hợp tác xã để làm ăn tập thể. Tháng lãnh 16 cân gạo, chỉ vừa đủ nấu cháo cầm hơi. Không qua hoa màu phụ quanh nhà để ăn độn thì sẽ đói quanh năm. Gần đây xã viên lặng lẽ rút lui tìm cách buôn bán chạy hàng nói theo tấm gương thương nghiệp tư doanh, thành công của nhà. Dĩ nhiên, việc rút lui của xã viên hoàn toàn không có tính cách, chính thức, chả có đơn từ giấy má gì cả, coi như tự ý nghỉ lao động, mất công điểm mà thôi. Để bù lại họ phải nộp thóc cho hợp tác xã theo kế hoạch quy động lương thực mà tỉnh và huyện đưa xuống. Chỉ có điều xã Phú Hải thì vẫn được tiếng là thông thoáng nhất, việc thu sản không đến nỗi tàn bạo như nhiều nơi khác, không có thóc nộp ủy ban thì quy ra thành tiền đem trả cũng không sao. Một số người có thân nhân ở miền Nam do cuộc di cư từ 1954 bây giờ xin giấy phép vào thăm rồi tìm cách ở lại luôn không về lại đất Bắc nữa. Họ không còn quan tâm lắm đến hộ khẩu bởi hộ khẩu chỉ có nghĩa là được xếp hàng để mua mì sợi và dăm ba thứ nhu yếu phẩm. Những thứ ấy giờ đây nhiều người bung ra có thể tự lo lấy được rồi cá biệt cũng có một hai hộ có thân nhân ở nước ngoài lâu lâu gửi hàng quà về làm thay đổi không khí trầm lắng của phú hải đôi chút trong tình hình ấy vợ chồng hòa chăn trở lắm muốn giã từ cánh đồng hợp tác xã để vươn lên mà chưa có cách nào bởi không có vốn lại bướng ba đứa con gái bất đắc dĩ vợ hòa vẫn phải có mặt vờ vịt lao động qua loa cho hết giờ để tháng tháng lãnh gạo riêng hòa thì được bố trí làm ở lò gạch phụ trách khâu đổ khuôn cho người ta khuân vào xếp trong lò nung. Công việc đã quá quen cả chục năm nên tuy chân tay dơ bẩn suốt ngày nhưng Hòa không còn thấy nặng nề nữa. Lò gạch luôn luôn thừa công nhân mà Hòa lại là tổ trưởng. Ê bận cứ tự động nghỉ ở nhà sẽ có người thay thế. Vợ Hòa đi được khoảng nửa tiếng thì Huy giật mình thức giấc. Nằm lơ mơ một chút mới nhớ ra mình không ngủ ở nhà. Anh tung tấm chăn mỏng ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thấy Hòa vẫn còn đang say giấc, miệng há ra nho nhỏ và hơi thở khò khè như vương khói thuốc lào trong khí quản. Huy gión rén bước xuống, sỏ dép bước ra hè. Không khí trong lành buổi sáng ùa vào mặt anh cùng với ánh nắng ban mai chưa gay gắt làm Huy thấy rất dễ chịu, mặc dù đêm qua chỉ ngủ được chừng ba tiếng. Huy quay vào nhà gió tách trà nóng bưng ra, ngồi trên bậc thềm mảnh vườn trước sân có những luống rau xanh tươi mơn mởn vì còn đọng lớp xương mỏng lóng lánh dưới ánh nắng mai huy ứng hớp trà rồi trầm ngâm nhớ lại trọn vẹn câu chuyện tối hôm qua anh bàn với vợ chồng hòa về nhã huy thấy rõ một điều là cả hòa và bà chị dâu đều ủng hộ việc huy lấy nhã chỉ vì một lý do duy nhất là nhã có tiền điều này cũng dễ hiểu bởi mẹ huy và vợ chồng hòa bao nhiêu năm vất vả thường xuyên mà chỉ đủ ăn ba đứa con gái huy đang tuổi lớn thèm một bộ quần áo mới cũng không có bởi bố mẹ không đủ khả năng mua vải ngoài tiêu chuẩn vợ hòa lắm khi gạt nước mắt thương con mà đắn đo mãi không đáp ứng nổi một yêu cầu rất tầm thường của các con hòa cũng thế cái xe đạp cọc cạch cần thay lốp thay xăm mà hai năm nay cứ đành để vậy lâu lâu xì hơi dọc đường phải hì hục đẩy về nhà tình cảnh ấy làm vợ chồng hòa luôn luôn nghĩ đến tiền bởi có tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề suy bụng ta ra bụng người cả hòa lẫn vợ đều tưởng rằng huy yêu nhã vì nhã có của và vì tin như vậy cả hai đều khen huy có đầu óc sáng suốt biết lựa chọn người trăm năm một cách rất thực tế đêm hôm qua ngồi bàn chuyện ngoài hiên sau khi các con đã vào ngủ vợ hòa bảo huy cái nhã là nó giỏi lắm đấy chú ạ à. nó giỏi chữ mà giỏi cả buôn bán nữa, làng này có ai được như nó đâu. Anh trắng mặt trơn, xe hông đa, phóng vèo vèo, ai cũng phải nể. Điều này thì vợ Hòa nói thật lòng chứ không phải nói để chiều theo ý huy. Hòa cũng gật đầu nhất trí ngay, anh bảo. Phải nói nó là lá cờ đầu về thương nghiệp tư doanh của làng mình. Mấy chữ thương nghiệp tư doanh Hòa dùng ở đây thật ra không chính xác, bởi nhã có đăng ký mở cửa hiệu buôn bán gì đâu. Chẳng qua là chạy hàng kiếm lời thôi Nếu gọi là buôn lậu Thì có lẽ còn đúng hơn Huy mỉm cười hài lòng Vì anh chị đã trở thành đồng minh Dù rằng vợ chồng Hòa có phản đối Hoặc bà Lữ có giận hờn Thì Huy cũng vẫn sẽ lấy Nhã Bởi hai người đã thể ước Dưới anh Trăng và trước dòng sông Phú Giang rồi Huống chi Huy lại đã lỡ tiết lộ Cho Nhã biết cái khuyết tật của mình Thì còn đổi ý làm sao được nữa Nhã bằng lòng chấp nhận Là may quá rồi Huy đâu có quyền đòi hỏi gì hơn Huy xoay xoay tách trà trong tay Mỉm cười bảo <cười> Em cảm ơn anh chị có lời động viên Khổ nỗi là mẹ với cái vân cứ muốn đẩy em cho cho con con cái mà lang tạo Vợ Hòa nhanh nhậu chấn an Mẹ thì chỉ mong đứa cháu trai thôi Chú lấy ai thì cũng được Cứ đẻ thằng con trai cho mẹ là mẹ vui rồi Huy thấy nghẹn trong họng cúi đầu không nói gì Bỗng vợ Hòa nhăn mặt và cao giọng bình phẩm Còn cái, cái bà lang mẹ con Yến này Thật chá ra làm sao cả Nói thì bảo là hỗn Nhưng mà cứ thấy bà ấy làm bác cứ chơ chơ làm sao ấy Mình thì có con gái lớn đến tuổi lấy chồng Mà ai mà cứ nhảy sổ vào chú Huy Không khéo người ta lại bảo là cọc đi tìm châu Hòa phì cười nói Nếu chính bà ấy đòi lấy chú Huy kia Thì mới gọi là cọc tìm châu Đằng này bà ấy kén rể Tìm chồng cho con gái Thì chuyện ấy cũng bình thường thôi thực tế thì con trai thiếu con gái thừa bái lo như thế cũng là phải Huy cũng biết điều đó hay nói đúng hơn ai cũng nhìn ra sự thật đáng buồn này sau cuộc chiến lâu dài Huy trở về gặp lại bao nhiêu cô gái lỡ thì già chưa già hẳn mà trẻ thì chẳng còn trẻ nữa đó là chưa kể đội ngũ quá phụ hoặc có chồng có giấy báo tử chính thức hoặc chỉ nhận ghi nhận là mất tích bao nhiêu bến không chồng nhan nhản trong làng cho nên một thanh niên có phong độ như huy thì đắt giá là phải lắm rồi ngừng một chút hòa bảo vợ tại em lấy chồng dễ thành ra em không biết quý vợ hòa nguyết chồng rồi bảo ừ. anh cứ làm như anh báo lắm người thiếu thì vẫn thiếu mà người thừa thì vẫn thừa số ế chồng là nó cứ sẽ ế chồng này anh nhớ lại đi cái dạo đấy đấy bao nhiêu người theo đuổi em chứ có phải là mình anh đâu Hòa cười hề hề đáp. <laughs> Thằng nào theo đuổi em? Sao giờ ấy em không bảo anh một tiếng để để anh xui nó lấy em cho anh đỡ khổ? Huy bóng thấy vui lây niềm hạnh phúc của anh chị Huy. Nhìn rõ một điều là vợ chồng Hòa sở dĩ đầm ấm là bởi Hòa có tính bông đùa, lúc nào cũng chọc cho vợ cười để quên đi nỗi buồn không có con trai. Đàn ông ở nông thôn miền Bắc, khi cuộc sống thiếu thốn lại bị xã hội chèn ép bất công thì thường hay gắt cổng với vợ con, làm như số tao khổ là vì tao lấy nhầm phải mày. Huống chi hòa lại không có con trai, gặp người đàn ông khác thì sẽ đổ hết tội lên đầu vợ để đai nghiến rồi có thể kiếm cớ lấy vợ bé. Chỉ riêng hòa là cảm thông và luôn luôn tìm cách ác đổi vợ. Đó cũng là một trường hợp rất hiếm ở xóm làng đất Bắc. Huy vui vẻ kể, Khổ thân cái con bé Yến, ngày nào mẹ nó cũng cũng bắt thổi sôi bưng sang cho em sôi gấc này là sôi lạc sôi đỗ đen chả thiếu thứ gì mà công nhận là nó thổi sôi khéo lắm từ hôm em về đến giờ ăn không biết bao nhiêu là sôi của mẹ con bà ấy hòa lại phì cười bảo nhưng chả nhẽ chỉ vì mấy bát sôi mà phải lấy nó vợ hòa chen vào chứ còn gì nữa vì thế nên các cụ mới bảo là há miệng mắc quai lỡ ăn rồi thì phải lấy là đúng rồi mà nếu chú nhất định không cưới con bà Lang á, thì chú phải nhẩm tính là xem đã ăn của người ta bao nhiêu bát xôi, phải nấu mà giả lại đấy. Nói dứt lời, vợ Hòa cười khanh khách rồi đứng dậy nói. Thôi, em vào ngồi trước đây. Anh em lâu ngày gặp nhau, muốn nói gì thì nói. Nhưng mà vào nằm trong màn thì tốt hơn, nằm ngoài đây mũi nó tha đi đấy. Vợ Hòa vừa vào buồn với các con thì hai anh em cũng đứng dậy sang đầu nhà bên kia cả hai lên giường buông mùng nằm bên nhau rồi cùng đốt thuốc lá khói tỏa mờ mịt bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu rồi những chuyện xảy ra ở làng này trong những năm huy vắng nhà hòa đều đem kể hết cho em nghe rồi hòa kết luận anh ấy, thì nói thật với chú là anh muốn vứt quách cái lò gạch mà chị thì cũng chán ngấy cái hợp tác xã rồi chỉ muốn làm cái gì cho nó thay đổi cuộc đời để các cháu nó có sung sướng hơn chăng nhưng xem chừng khó quá vì chả có vốn nghe anh than huy càng thấy quý nhã biết đâu nay mai nhã chẳng là cái phao tạo điều kiện để huy phát triển kinh tế gia đình kéo theo cả anh em của huy với niềm hy vọng mong manh ấy huy đi vào giấc ngủ êm đềm trong khi hòa không biết cứ tiếp tục đốt thuốc và kể lể trong đêm vắng ngồi trầm ngâm hút thuốc uống trà ngoài hiên khoảng nửa giờ Huy toan đứng dậy ra dàn nước ở góc sân để rửa mặt. Thì Hòa từ trong nhà bước ra vươn vai bảo Huy. Hôm nay anh không đi làm. Anh sang thưa chuyện với mẹ về việc của chú. Chú có muốn về luôn với anh không? Huy đứng dưới sân quay đầu lại bảo Hòa. Anh sang một mình thì tiện hơn. Có em nhiều khi lại khó nói. Em thả bộ ra bờ sông. Độ trưa thì em về ăn cơm luôn thế. Hòa gật đầu nhất trí. Chú tính thế cũng phải. Anh đi tắm một cái rồi anh chạy sang mẹ. Mới sáng sớm mà rời đã bức quá. Huy quăng điếu thuốc, gần tàn xuống chân. Và đáp, em cũng rửa mặt qua la rồi em đi đây. Trưa nay gặp lại anh. Chả biết cái vân hôm nay nó có nhà không. Vừa nói Huy vừa bước lại phía bể nước ở góc sân. Còn Hòa thì quay vào lấy quần áo xuống ao tắm. Gần trưa bà Lữ vừa đi chợ về đang nấu cơm thì Hòa đạp xe đến. Theo thói quen từ ngoài cổng Hòa đã bấm chuông leng keng liên tục. Từ trong bếp, bà Lữ biết con trai ghé thăm, vội bước ra, tay cầm đôi đũa đang vớt rau lang luộc từ nồi ra đĩa. Hòa đạp xe tới trước mặt mẹ, ngừng lại, nhưng vẫn ngồi trên yên chỉ thòng một chân xuống chống đất. Bà Lữ lên tiếng ngay: "Ê, thằng Huy tối hôm qua nó không về, có ngủ bên con không?" Hòa đáp ngay: "Vâng, nó chẳng ngủ bên con thì nó ngủ đi đâu?" con rủ nó về uh, lúc nãy con rủ nó về để ăn trưa với mẹ nó bảo là nó ra bờ sông một lát đã rồi nó sẽ về ăn trưa mẹ có gì cho chúng con ăn không vừa nói hòa vừa xuống xe dựng ở gốc cau và theo mẹ vào bếp bà lữ bảo thì cũng chỉ có rau lang luộc thôi nhưng mà nhà có sẵn trứng gà để mẹ rán cho vài quả nhé à ở đây đây ta lại quên ngay đấy còn cái niêu cá kho cá rô kho giềng còn Vân nó kho khéo lắm bà ngồi phịch xuống tiếp tục vớt rau ra đĩa hòa kéo khúc củi lại ngồi gần mẹ và bắt đầu nhập đề mẹ thằng huy nó sang ngủ với con thì chắc mẹ cũng biết vì việc gì rồi bà lữ ngắt lời chuyện nó với cái nhã chứ gì ý con sao truyền thống của các bà mẹ miền bắc là hay nể con trai đầu lòng nhất là khi chồng đã mất vì vậy tiếng nói của hòa rất có trọng lượng trong gia đình anh đã thuyết phục mẹ để mặc huy tự chọn người tỉnh trăm năm nhưng xem chừng bà lữ còn lấn cấn lắm vì nhã đã có một đời chồng hôm nay sau một đêm tâm sự với em hòa thấy cần phải phân giải kỹ lưỡng hơn anh bảo thì con đã thư với mẹ hôm nọ rồi thời buổi gạo trâu củi quế kiếp được ngày hai bữa cơm đã khó rồi chẳng phải con muốn thằng huy nó dựa vào cái nhã đàn ông ai muốn thế bao giờ nhưng em con nó là thương binh Không lao động nặng được nữa Bà Lữ hốt hoảng ngắt lời Ô, thế, thế, thế nó bảo với con như thế à không, 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 lao động nặng được nữa à Nó Nó có nói gì với mẹ đâu Hòa gật đầu kể tiếp Bề ngoài chả ai non thấy Nhưng thật ra nó bị nội thương Có bác sĩ và bệnh viện xác minh Nên mới được giải ngũ Nó kể với con Hôm về trình diện tỉnh đội tạm nghỉ mấy ngày ở trạm an dưỡng Cứ nghe các ông ấy giảng mãi về chính sách đãi ngộ thương binh liệt sĩ Tưởng được nhiều Hóa ra trả đủ cho nó hút thuốc Lành lặn như con này này Mà còn chữa vị tất đã chạy nổi ngày hai bữa Uống hồ em con là thương binh Cái nhã nó có vốn Lấy nó về Ít ra em con cũng nhàn thân Lối trình bày tỉ mỉ của Hòa Làm bà lỡ bừng tỉnh từ hôm con về bà không hề nhớ đến vết thương của con Bởi bà có nhìn thấy gì đâu Bề ngoài Huy vẫn bình thường Nói cho đúng ra Bà quên hẳn con mình là thương binh Bây giờ bà mới biết là con không làm việc nặng được nữa Như thế thì việc Huy đòi lấy nhã là hợp lý rồi Bà cầm mấy thanh củi đang cháy dở Vùi sâu vào đống cho cho tắt hẳn Rồi mới xếp sang một bên đứng dậy bảo Thôi đi ra ngoài hè cho nó thoáng đi Trong này khói quá mù cả mắt rồi đây này Hòa vừa đi vừa bồi thêm Mẹ nhìn quanh đi Bộ đội phục viên có mấy ai đủ sống Người thì bơm xe ở đầu đường Người thì trèo thuyền vớt củi Đi chiến trường bao nhiêu năm về Mà bữa đói bữa no Em con nó vớ được cái nhá là may rồi đấy mẹ Bà Lữ càng nghe càng thấy Con nói có lý Hai mẹ con ra ngồi ở bậc cửa, bên cạnh nhà bếp phía tay phải, kế bên mấy cái chum đựng nước mưa có cây khế thấp lè tè nhưng đầy trái chín vàng mọng nước, làm những nhánh nhỏ càng chiếu nặng xuống. Hòa đứng dậy tiến lại, vói tay vặt một quả, chùi vào quần rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Anh gật gù khen. Ít nhà nào có cây khế ngọt như nhà mình, mẹ nhỉ. Hòa gật gù nói bằng giọng đầy hãnh diện, bởi cây khế ấy do chính tay Hòa trồng trước khi lấy vợ và dọn ra riêng bà lữ bảo cái ừ. vân thì nó lại chê là khế ngọt quá nó không kho cá được hòa cầm quả khế ăn dở trở lại chỗ cũ ngồi xuống bên cạnh mẹ bà lữ chét miệng than mẹ có biết là thằng huy nó bị nội thương đâu con chưa đến 30 tuổi mà mất sức lao động không làm được việc nặng thì khổ thân nó thật ấy ngừng một chút bà dài dòng kể tiếp đây này sáng nay tao đi chợ tôi gặp lão tùng chủ nhiệm hợp tác xã lão ấy mời mẹ bát bún riêu thế tạo lấy làm lạ vì lão tùng thì ai còn lạ gì nữa vắt cổ chày ra nước ấy có mời ăn ai bao giờ mẹ đoán là hôm nọ mình mời lão lại đây ăn cái ngày mà thằng huy nó mới về đấy rồi lão thì lão đến tay không đâm ra hôm nay lão mời mẹ đây giả nợ hòa ngắt lời chắc chả phải thế đâu đến nhà mình ăn cũ Toàn là đãi thứ đắt tiền không nhẽ lại đầy giả nợ bằng bác Bút Diêu Thì đấy lúc đầu thì mẹ cũng đoán thế thôi Nhưng hóa ra lại không phải Thăm hỏi lanh quanh một hồi rồi Lão mới bảo rằng gì là Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Có phải là bà đang kén vợ cho cậu Huy không Ê, Mẹ mới bảo rằng gì là Tôi tôi có ý thật đấy Nhưng mà con tôi nó lớn rồi Nó tự chọn chứ tôi có muốn kén cũng chả được Hòa hiểu ý gật cù chen vào. Cái thằng Huy nhà mình không ngờ đắt mối đến như vậy. Mẹ mới nhắc đến ông Tùng là con biết ngay. Ông ấy còn hai cô con gái chưa gả chồng. Chúng nó cũng sắp xỉ tuổi con Vân nhà mình. Con em đẹp hơn con chị. Chả biết ông ấy định nhắm đứa nào cho thằng Huy. Ôi trời ơi, nhắm đứa nào thì cũng chẳng ăn thua gì nữa. Vì thằng Huy nó dứt khoát nó đòi lấy cái nhã rồi. Mà thật đấy, kể ra vào nhà lão tùng thì chả sợ đói thợ may ăn rẻ thợ váy ăn hồ nắm chủ nhiệm hợp tác xã thì quanh năm có phản đột đâu con Hoa hài lòng bảo mẹ <laughs> đã đành là thế huống hồ ông tùng lại là đảng viên nghe bảo khóa tới có thể làm chủ tịch xã cơ đấy chứ đâu có phải là cứ ôm mãi cái hợp tác xã nhưng thằng huy thì mẹ biết rồi tính nó ngang ngạnh lắm nó không ưa nhờ cậy mấy ông trong chính quyền. Nó ỉ nó đã đi bộ đội nên nó chả sợ ai. Hôm tiệc liên hoan đón nó, mẹ mời cả ủy ban, rồi trưởng đồn công an, rồi chủ nhiệm hợp tác xã với bà Bí Thư. Xem chừng nó không vui. Bà Lữ phân trần. Mẹ cũng đã bảo với nó rồi. Ở bộ đội thì khác. Về đây sống với làng, với xã. Lắm khi phải cậy nhờ người ta chứ. Im lặng một chút, Hòa nghiêm giọng nói thôi Thì đằng nào mẹ cũng chiều ý nó cho nó lấy cái nhã Nay mai mẹ thu xếp sang nói chuyện với gia đình nhà người ta cho xong đi Bà Lữ ngắt lời Chứ còn gì nữa Cái nhã năm nay nó dễ chừng nó đến 27, 28 rồi Lấy nhau về là phải có con ngay Chứ để sau 30 tuổi sinh nở nó khó khăn lắm thì chết Bà vừa dứt câu thì thấy Huy lững thững từ ngoài cổng Bước vô sân Hòa giơ tay vãi Huy ơi lại đây Bà Lữ đứng dậy bảo. Thôi, chúng mày cứ lên nhà đi. Để mẹ dán mấy quả trứng rồi dọn cơm lên ăn. Mặt trời đứng bóng rồi đây này. Huy bước lại gần cửa bếp, mồ hôi lấm tấm trên mặt và loang lổ sau lưng áo vì đi bộ quãng đường khá xa. Nhưng nhìn nét mặt hớn hở của Hòa, Huy biết mọi chuyện đã xong. Anh gật đầu thầm cám ơn Hòa rồi chạy vào bếp và hỏi bà Lữ. Mẹ cần con làm gì không? Bà Lữ vừa nhóm lại ngọn lửa, tay cầm cái chảo đặt lên bếp rồi quay lại đáp không ạ, à, xong rồi ông ạ, à. tôi lấy bát đũa dọn lên bàn đi con. Mấy phút sau ba mẹ con ngồi vào bàn ăn cơm trưa đơn giản nhưng rất đầm ấm. Bà Lữ đã hoàn toàn nhất trí việc Huy sẽ cưới nhã. Huy vui lắm, anh nhắc lại lời mẹ hôm tổ chức liên hoan đón anh về. Hôm nọ mẹ bảo à, con cứ cưới vợ thì mẹ sẽ mời cả làng vốn liếng mẹ còn được bao nhiêu mà mẹ đòi mời cả làng? Bà Lữ chưa kịp trả lời thì Hòa nhanh nhẹn đỡ cho mẹ. Mẹ nói thế để động viên chú lấy vợ, chứ mẹ làm gì có đồng bạc nào mà đãi cả làng ăn. Bà Lữ chớp mắt nhìn Hòa tán đồng, Huy bảo, con nói đùa thế thôi, chứ tiệc cưới thì mẹ cứ để cái nhã với con lo liệu. Mẹ muốn mời ai thì mẹ mở. Nói dứt lời Huy hối hận ngay, vì anh chưa hề bàn chuyện này với nhã, Huy không có đồng bạc nào Đến cái xe đạp là phương tiện tối cần Anh cũng chưa sắm nổi Tất cả chỉ trông vào nhã Vẫn biết là nhã có tiền Nhưng dù nhã không bằng lòng thì sao Bản tính nhã không keo kiệt Nhưng nhã có thể tự ái Không muốn mang tiếng là bỏ tiền ra mua chồng Huy tự trách mình nhăng nhọc đoạn Mở miệng nói cạn Làm anh thừa người Nghĩ ngợi Bên Huy hòa mừng rỡ ngẩng lên nhìn mẹ Như thầm nói Mẹ đã thấy chưa lấy vợ giàu ngay cả đám cưới cũng chả phải bận tâm đến lúc này thì bà lữ mới thở phào nhẹ nhõm và thầm cám ơn nhã bà nhìn huy dịu dàng kết luận nếu con đã dứt khoát lấy cái nhã thì chốc nữa mẹ phải chạy sang nhà bà lang nói với bà một tiếng cái yến nó buồn lắm đấy nhưng mà biết làm sao bây giờ hòa sực nhớ ra câu chuyện huy kể nghiêm mặt bảo huy không định lấy người ta mà ăn bao nhiêu xôi của người ta chú chả có ý tứ gì cả cả ba mẹ con cùng bật cười thoải mái ngẫm nghĩ một chút bà lữ bảo huy thêm mày bảo với cái nhã là chủ nhật này mẹ với anh hòa sang nhé thư chuyện với bố mẹ nó con nhé hòa gật đầu tán đồng con cũng tính như thế cưới vợ thì cưới liền tay con sẽ đề nghị thẳng với ông bà ấy là làm phiên phiến thôi giản tiện mọi thủ tục chắc ông bà ấy cũng không đến nỗi câu nệ Bà Lữ gạt đi. Ngươi rào. gà chồng lần thứ hai chứ có phải lần đầu đâu mà câu với mẹ Cái nhã thì nó cũng có đời chồng rồi, mà nó lấy được thằng Huy nhà này thì nó phúc bảy mấy đời còn đòi phải hỏi cái gì nữa. Luận điệu của bà Lữ lúc nào cũng thế, chỉ xoáy mạnh vào một điểm duy nhất là nhã đã có chồng. Trong khi con trai bà thì thuộc loại lá ngọc cành vàng, bất đắc dĩ phải hy sinh lấy nhã. Huy dĩ nhiên không thể đồng ý với mẹ, nhưng anh chỉ cúi đầu im lặng không dám cãi lại huy vẫn còn bận tâm về việc nhã sẽ bỏ tiền làm đám cưới nên anh dè dặt bảo mẹ chả biết cái nhã nó xuất ra được bao nhiêu nhưng dù nhiều dù ít thì gia đình mình cũng phải tuyệt đối giữ kín việc này đừng để mang tiếng cho nó và nhất là làm mất mặt gia đình nhà người ta bà lữ không đồng ý nhã lấy được con bà thì dù có phải bỏ ra cả đống tiền cũng là điều hợp lý chứ có gì mà gọi là mất mặt nhưng hòa gật đầu góp ý anh nhất trí với chú lấy tiền của bên vợ dù ít dù nhiều cũng mang tiếng và nhất là mang cái mặc cảm trong lòng mình nó là cái món nợ mà thằng đàn ông sẽ phải trả bằng cách này hay cách khác có khi phải trả bằng cả cái tư cách của mình đấy bởi vì hết lụy người ta vì tiền là thế nào cũng yếu thế trong cuộc sống vợ chồng triết lý của hòa làm huy càng đâm lo vì rõ ràng anh đang lụy nhã vì tiền. Bà Lữ đặt bát đũa xuống mâm và bảo. Tất nhiên rồi. Mạnh vì gạo mà bạo về tiền mà lị. Nhưng mà ăn thua là ở mình chứ con. Lúc nào con cũng phải nhớ rằng con là giai tân mà nó thì đã có một đời chồng. Huy gián tiếp cãi mẹ. Anh Hòa nói chí lý. Con không muốn mang mặc cảm nhờ vả Người ta sẽ coi thường nhà mình. Chẳng phải riêng con mà cả mẹ cả anh Hòa nữa cái nhã thì chả nói làm gì nhưng còn ông bà vượng còn họ hàng nhà người ta con nhờ mẹ từ ngày mai mẹ tìm vài chỗ quen mượn tiền để làm đám cưới cho con anh hòa cũng phải đi mượn cho em mượn thật nhưng mà mẹ cứ cất không phải tiêu đến những cái món ấy sau này giả lại cho người ta con chỉ muốn thiên hạ tưởng là gia đình mình hoàn toàn bỏ tiền tổ chức đám cưới cho con Hòa tán đồng ngay. Anh cũng đang tính như chú. Bà Lữ hiểu ra ý hai con gật đầu bảo. Ừ, hai anh em chúng mày nhất trí như thế nào thì để mẹ lo liệu. Sáng mai thì mẹ ra chợ. Mẹ sẽ hỏi vay con mẹ Lịch. Cái con mẹ ấy chả có đồng bạc nào mà cho vay. Nhưng mà chỉ cần hỏi bà ấy thôi thì cả lang biết hết con ạ. À. Hòa và Huy nhìn nhau mỉm cười. Bà Lữ ngẫm nghĩ một chút rồi thêm. à Àm... Mẹ thì mẹ có cái sợi dây truyền Bà ngoại cho mẹ Ngày mẹ lấy bố ấy Gia tài bây giờ thì còn có mỗi sợi dây ấy thôi Tao, tao định cho cái vân mà thôi Tao để cho cái nhã Chả đáng bao nhiêu nhưng mà ít ra thì Cũng phải có tí quà trong ngày cưới xong thôi Thiên hạ nó nói chết Huy cảm động nói nhỏ Con cảm ơn mẹ Rồi cả ba bắt đầu bữa ăn trường ăn chưa với mẹ ở nhà xong, hòa đạp xe thẳng ra lò gạch, huy thì quốc bộ đi tìm nhã. tuy đã rất thân với nhã nhưng từ hôm về làng huy chưa đến nhà nhã lần nào. hôm nay có việc phải gặp cấp để thông báo cho nàng biết chủ nhật này mẹ huy sẽ sang chính thức nói chuyện với gia đình nhã. nhưng huy vẫn ngần ngại không dám vào thẳng nhà nàng. anh đứng thập thò xa xa nhìn căn nhà lợp ngói khang trang của ông bà vượng, song thân của nhã nằm ngay trên con đường lớn hướng ra bờ sông. Thổ trước khi còn học cấp 2, Huy vẫn thường đến đây dạy kèm toán cho nhã. Nhưng bây giờ tình hình đã khác hẳn, đã hơn 10 năm rồi. Huy rẻ rặt không dám bước vào. Anh đứng thơ thần một lúc khá lâu sát bờ dậu bông bụt dưới khóm tre già cao vút, lưỡng lự toan bỏ về, thì may quá nghe tiếng xe máy từ xa tiến lại gần. Anh bước ra giữa con lộ, chố mắt nhìn chờ đợi thì quả nhiên thấy nhã phóng hông đa về. Huy thở phào mừng rỡ, nở nụ cười rạng rỡ đứng đón nhã. Nhã cho xe chạy chậm chậm rồi ngừng hẳn trước mặt Huy. Gặp Huy bất ngờ trước nhà mình, nhã sung sướng lắm. Từ đêm qua khi nghe Huy thố lộ về khuyết tật của Huy, nhã lại càng yêu Huy hơn bởi trong tình yêu có lẫn cả tình thương dành cho một người bất hạnh do chiến tranh gây nên. Nhã lại tìm thêm được một yếu tố thuận lợi cho nàng là nay mai lấy Huy về, chắc chắn Huy sẽ không phản bội nàng, bởi anh có còn gần đàn bà được nữa đâu. Anh đã nói rõ anh lấy nhã chỉ vì làm vui lòng mẹ, và vì anh cần một người bạn đời đi bên cạnh mà thôi. Hôm nay nhã mặc áo thun vàng ngắn tay, quần jean rộng ống, tóc cột phía sau bằng một cái khăn trắng nhỏ, trông rất lạ mắt. Nhã tắt máy xe nhưng vẫn ngồi trên yên, gỡ mắt kiếng mát hồi hộp hỏi Huy. Ôi, anh đi đâu mà lạc vào khu này anh anh vẫn bảo đây là vùng cấm địa mà nhã hỏi thế là vì nàng biết huy chưa dám thăm bố mẹ nàng huy đặt một bàn tay lên tay nhã và nói anh có chuyện khẩn trương cần thông báo với em nhã đang tươi cười vội nghiêm mặt hỏi lại việc gì vậy anh tin vui hay tin buồn lúc nào anh cũng làm em lo hết á huy vội cười để trấn an nhã vừa vui mà vừa buồn vui là vì anh vừa nói chuyện với mẹ anh xong rồi chủ nhật này tức là ba hôm nữa mẹ anh với anh hòa sẽ sang để chính thức thưa chuyện với bố mẹ em nhã nhắm mắt lại rồi mở ra ngay và hớn hở trách huy tiền ấy mà anh bảo là tin buồn à em chỉ chờ có thế thôi bố em cũng mong anh lắm đó hôm nọ mấy ông ở bên ủy ban lại nhà chơi có nhắc đến anh họ bảo là trong chiến đấu anh dũng cảm lắm làm em cũng hãnh diện lây Huy phân trần Dũng cảm thì <laughs> Cũng chả dũng cảm gì Nhưng mà giả như hôm ấy Quả đạn pháo đầu tiên Anh tìm chỗ núp Không lao xuống ao cứu thằng Hòe Thì anh đâu có bị thương Nhưng mà thôi Đằng nào chuyện cũng xong rồi Nhã cũng chợt ân hận Vì nhắc lại chuyện cũ của Huy Nên nàng nói Thôi để em báo ngay cho bố mẹ em biết Chủ nhật này chuẩn bị đón <laughs> Đón thông ra Nói dứt câu Nhã xuống xe đứng sát lề đường và hỏi Huy. Ừ, bố mẹ em chắc có trong nhà đấy. Anh có muốn vào chào hai cụ một tiếng không? Huy lắc đầu thoái thác. Thôi, để chủ nhật gặp luôn thể. Nhã hài lòng gật đầu. Anh tính thế cũng phải. Ừ, thế bây giờ anh anh có cần đi đâu không? Hay là anh muốn em về thì em đèo anh về? Quốc bộ từ đây về anh mỏi chân lắm đấy. Mà nhất là trời nóng như thế này. Huy lại tìm cách từ chối Ờ, mình đi với nhau công khai lúc này chưa tiện để sau chủ nhật hai nhà gặp nhau chính thức đã thì um, anh thấy anh cần đi đâu là anh sẽ nhờ em thôi em vào nhà đi anh đi về đây Huy Toàn quay bước thì Nhã lại hỏi à, anh khoan đã ừ, lúc nãy em hỏi tin vui hay tin buồn sao anh lại bảo là vừa vui vừa buồn ừ, buồn là buồn cái gì Huy gượng cười đáp anh nói đùa với em thôi Nhã nhìn Huy nhấn mạnh anh đâu có nói đùa nhìn vào mắt anh là em biết liền à sắp cưới nhau rồi mà sao em thấy anh cứ lo lo cái gì á anh còn có điều gì lấn cấn phải không huy phân vân im lặng mấy giây rồi ngập ngừng nói à anh muốn tổ chức đám cưới gấp mẹ anh với anh hòa cũng đều muốn như vậy mà anh thì nói ra xấu hổ anh thì hoàn toàn là trắng tay tất cả chỉ trông vào mẹ anh với anh Hòa mà thôi. Thành ra anh cứ ái náy cả đêm chẳng ngủ được. Nhã nắm cánh tay Huy, lôi sát vào hàng rào bông bột bên mại dặn che già và bảo. Trời ơi, khổ thân anh. Yên tâm, em đã tính hết cả rồi. Anh không phải lo. Anh đi chiến trường 7-8 năm mới về, làm gì có tiền. Em biết hết. Đây này, này, em sẽ đưa tiền cho anh. Nhưng mà với điều kiện đó, là anh phải giấu kín, đừng có để em mất mặt với lại gia đình nhà em ha huy sung sướng ngắt lời anh phải giấu kín cho chính anh với gia đình nhà anh nữa chứ anh ngửa tay nhận tiền của bên vợ thì thiên hạ cười anh trước chứ đâu có đến lượt em nhã vỗ nhẹ vào vai huy và bảo vâng ạ à, đã biết thế thì từ nay anh đừng có lo nữa mẹ anh sang nói chuyện với bố mẹ em là xong ngay rồi thì hai đứa chúng mình bắt tay tổ chức thì cưới anh chọn ngày đi huy ôm lấy vai nhã và bồi hồi nói lấy được em thì ngày nào cũng là ngày lành tháng tốt cả không cần phải chọn không biết là anh tu bao nhiêu kiếp mà bây giờ anh anh gặp được em anh chả biết nói sao để cảm ơn em nhã cười kết luận thôi được rồi anh về báo tin cho mẹ anh đi chủ nhật này mời mà anh sang nhé dứt lời nhã bật máy xe và leo lên huy hôn lên chán nhã rồi hân hoan quay bước trên con đường dập bóng mát dưới những tàn tre hai bên đa chặt vào nhau anh đi như chạy để về báo tin vui cho mẹ. Huy đi rồi, nhã quẹo xe vào sân, đẩy hẳn lên hè khóa lại rồi đi nhanh vô nhà. Ông Vượng đang ngồi đọc báo bên ấm trà và cái điếu cày bằng ống tre dài khoảng ba găng tay. Bộ bàn ghế mây này nhã mới mua cho bố cách đây hơn một năm. Là một món quà quý mà ông Vượng hết sức o bế suốt ngày lấy chổi lông gà phủi bụi vì là bộ đội phục viên ông vẫn giữ cái thói quen đọc báo quân đội nhân dân và đọc chậm chạp kỹ lưỡng để giết thì giờ ngày ngày ông mua báo thật không uổng tiền bởi không có dòng nào mục nào ông không đọc đã thế đọc xong vợ ông lại dùng để gói những thứ lặt vặt và thậm chí cắt ra thành từng mảnh nhỏ treo trong nhà vệ sinh ông cũng có thói quen uống trà đặc nhưng để nguội nhất là mỗi khi giết một hơi thuốc lào thật đầy rồi ngửa mặt nhả khói lên trần. Ngày ông mới giải ngũ vì bị thương ở bắp đồi, di chuyển khó khăn, nên gia đình ông vất vả một thời gian vì quá túng thiếu. Cho đến khi thằng con rể bị tống sang Trung Quốc nhã trở về sống với ông, đỡ đần xoay sở một cách tài tình nên kinh tế mới dần dần phục hồi. Cho đến khi nhã đi buôn thì là một bước ngoặt quan trọng đẩy gia đình ông lên rất nhanh. Nếu không kể đến những cán bộ tham ô có thể có những tài sản lớn lao thì gia đình ông Vượng hiện giờ có lẽ khá nhất trong làng Phú Hải nhờ bàn tay của Nhã. Thấy Nhã bước vào ông Vượng buông tờ báo gỡ cặp kính lão đặt trên bàn và ngẩng lên bảo Mẹ mày đang chờ để nhờ mẹ đèo sau nhà bác Tiếu đấy. Mày có phải đi đâu bây giờ không? Nhã không trả lời bố. Nàng quay xuống bếp gọi lớn Mẹ ơi! Lên con nhờ cái này! Rồi Nhã ngồi xuống cái ghế đối diện bố cầm cái quạt nan phe phải cho đỡ nóng Bà Vượng từ nhà dưới đi lên và nói Ê, có phải đi đâu không? Không thì đèo mẹ sang nhà bác Tiếu có tí việc Cứ vứt mẹ ở đấy rồi muốn đi đâu thì đi Nhã kéo cái ghế bên cạnh và bảo Mẹ ngồi đây đã Bà Vượng ngạc nhiên nhìn con Trong khi ông Vượng đụng đỉnh vê thuốc lào Nhét vào nó rồi bật xiêm Ông giết một hơi thật dài Cái điếu cày dường như thiếu nước Kêu zin giết một cách khó khăn Ông Vượng quay sang một bên nhà khói Cả bằng mồm lẫn hai lỗ mũi. Rồi ông nông cốc trà nguội, uống ực một cái cạn sạch. Bấy giờ ông mới đưa mắt nhìn con gái chờ đợi. Nhã nghiêm trọng nhập đề. Dạ, dạ, bố mẹ cũng biết là con quen với anh Huy hơn hai tháng nay. Nhưng mà con, con chưa tiện nói ra với bố mẹ. Con... Bà Vượng cắt ngang. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Các cụ dạy cha sai bao giờ. Mày chưa nói, nhưng tao với bố mày đã nghe thiên hạ sầm xì đầy đường rồi. Sợ bà vợ lại sắp kể lệ, ông Vượng bày tỏ ý kiến ngay. Mẹ mày nói đúng đấy. Bố mẹ nghe người ta bàn ra tán vào cũng nhiều. Về việc con đi lại với thằng Huy. Bố cứ nghĩ là vì con vì hoàn cảnh phải ở một mình lâu quá rồi. Bây giờ nếu con quen được chỗ nào tử tế mà muốn tích chuyện lâu dài thì bố mẹ sẽ ủng hộ con ngay.